Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ như thế này. Rất là nhiều người cô chú anh chị, rất là nhiều người ha. Rất là nhiều người coi như là mệnh cho mình rằng là mình là người coi như là theo sư Minh Tuệ, học sư Minh Tuệ, nhưng mà tôi cho rằng là những người này đang coi như là ngụy biện, đang gọi là dốc láo đó cô chú anh chị. Bởi vì sư Minh Tuệ á sẽ không dạy ai dạy là đi chửi người này đi chửi người kia một cách vô cớ như thế. Mà sư Minh Tuệ cũng không có sân si, sư Minh Tuệ là buông bỏ. Tôi thấy một số người như thế này nè cô chú anh chị, tôi thầy tôi sư phụ tôi, nhưng mà cái hành động của họ lại đi sân si đi chửi những người khác, trong khi người khác chả làm cái đách gì tới coi như là họ cả. Cho nên là những người này, những con nhang đệ tử mà tự xưng là đệ tử của sư Minh Tuệ là những cái đứa mất dạy vô liêm sỉ đó, tôi cho rằng là như vậy. Những cái kẻ mà coi như là đang lợi dụng vào cái câu chuyện ông sư Minh Tuệ để mà đi chửi người này đi công kích người kia, đó là những kẻ lợi dụng thừa nước đục thả câu, tự xưng tự mạo danh là sư Minh Tuệ, là đệ tử của sư Minh Tuệ để đi coi như là lừa đảo ha, đi dốc láo những cái kẻ mà coi như là hả vô liêm sỉ. Thì cô chú anh chị biết không, mới đây á thì tôi bị bom hàng, tôi có bán nhào trên mạng nè. Thì có một đối tượng ở đâu theo cho địa chỉ là ở An Giang, thì coi như là lên bom hàng tôi, bom hàng tôi xong sau đó đặt hàng rồi có muốn như thế này thế kia, rồi xong sau đó là coi như là bom tôi, đặt tôi một đơn đầu rồi thêm một đơn sau nữa, bốn năm chai vậy đó. Rồi xong sau đó bơm hàng tôi, rồi bắt đầu là khi kêu tôi chụp tên, nói chung là tôi thấy cái màu là tôi biết là cái loại gì rồi, cho nên á là kêu tôi đưa đơn hàng qua rồi chuyển tiền. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Thì tôi mới đưa cái đơn hàng qua, thì hắn ta ghi âm cho một đoạn dài thiệt dài, và hắn ta coi như là chửi tôi á. Chửi tôi thì tôi cũng đâu có, mọi người cũng biết cái miệng tôi đâu có vừa, tôi chửi tan nát hết đó, tôi chửi không còn cái thứ gì hết trơn á. Nhưng mà cô chú anh chị biết không, tôi á, buồn cười ở chỗ nha, cái đám mất dạy thường thường là nó hay giả danh người này giả danh người kia để coi như là đi lừa đảo chục, nó đi lừa đảo, nó xào xạo, nó đi nó chửi người này chửi người kia, nó mạo danh ông sư Minh Tuệ. Ông sư Minh Tuệ dạy tôi mày á đi chửi người này đi bom hàng người kia hay sao hả, cái lũ mất dạy hả, ta chửi cái đứa nào, những đứa nào mà tự xưng dỗ ngực xưng tên mà coi như là tôi đệ tử sư Minh Tuệ, tôi học theo sư Minh Tuệ, sư Minh Tuệ là thầy tôi, là cái đám tụi mày là cái đám xào quần, nói thẳng là vậy. Thấy không, sư Minh Tuệ thì không bao giờ đi chửi ai vô cớ, bản thân tôi tới giờ cũng chưa bao giờ mà tôi có hiềm khích hay tôi có ác ý gì với ông sư Minh Tuệ. Bởi vì sao, ông sư Minh Tuệ là người đi tu đúng không, ông đi tu thì tu cho ổng chứ đâu phải tu cho tôi đúng không. Mà ông chuyện ông tu là cái chuyện, là cái chuyện, là chuyện bình thường trong xã hội này, xã hội này nhiều người đi tu lắm chứ không phải riêng mà ông Minh Tuệ. Ông tu là ông chọn cái con đường hướng thiện, tôi không có cớ gì để tôi nói ông hay gì hết. Nhưng những kẻ mà đang lợi dụng, những kẻ mà đang đi công kích, đi chia rẽ để coi như là chửi qua chửi lại và tự dỗ ngực xưng tên lên phân tích bà Hằng thế này bà Hằng thế kia là những kẻ mất dạy. Tôi nói thật, những kẻ đó là những kẻ coi như mấy mấy khố rách áo ôm đó, nói thẳng là vậy đi, bu bám vô cái câu chuyện của bà Hằng với ông sư Minh Tuệ này để kiếm cơm chứ đâu có hay ho gì đâu mà gọi là phân tích phân ơ gì ở đây đúng không đó. Cho nên á, lợi dụng vào câu chuyện đó đi chửi bới người này đi chửi bới người kia. Tụi mày học ở sư Minh Tuệ, thầy sư Minh Tuệ dạy cho tụi mày học được cái gì, dạy cho tụi mày học được cái gì, cái tụi mày nói cái đi nè, tụi mày học được cái gì hay tụi mày học được đi chửi bới người ta hả? Ông sư Minh Tuệ đâu có dạy tụi mày đi chửi bới người ta, mà tụi mày nói là chờ sư Minh Tuệ cho tôi thấy được những cái điều thiện lành trong sao, điều thiện lành sao tụi mày đi chửi người ta đúng không, cho tôi học được cái sự buông bỏ sao đi chửi người ta, cho tôi thấy được rằng là cuộc sống này á là không có ý nghĩa, không vật chất không có ý nghĩa, không có ý nghĩa tụi mày đừng đi làm, tiền bạc có cho tao hết đi, tao lấy hết cho, tao đang tham sân si nè, tao người đời nè. Đó là cái sự xạo sự,
kêu tụi mày buông nhà buông bỏ hết rồi mà tụi mày đem nhà đem cửa tụi mày cúng cho ông Thích Chân Quang á, tụi mày cúng không? Bây giờ tôi so sánh nè, tôi so sánh nha, nếu như chỗ ông Sư Minh Tệ và chỗ ông Pháp Hòa thì cho quý vị học thì quý vị sẽ học ai, đúng không? Chỗ ông Sư ông Pháp Hòa, đúng không? Ông thầy Pháp Hòa với ông thầy Minh Tệ, quý vị sẽ học ai? Tôi cho quý vị chọn đó, đúng không? Học ông thầy Pháp Hòa bởi sao? Bởi vì ông thầy Pháp Hòa ông nói đạo lý, không? Ông nói những cái lời hay ý đẹp cho chúng ta nhìn vào những câu chuyện ông kể, những gì ông chia sẻ, được những thứ ông giảng pháp, ông giảng đồ chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta bớt sân si, bớt tham lam lại, thấy không? Còn ông Minh Tệ ông không có giảng, ông chỉ đi bộ tới buổi sáng là ông đi khất thực, rồi ông khất thực xong cái đầu là ông thọ thực xong là ông đi bộ tới trưa, tới chiều, tới tối rồi ông đi ngủ. Kinh thì ông cũng không có giảng, pháp thì ông cũng không có giảng, không có nói. Ai hỏi thì ông nói là con đang đi tu học, con không theo Nam Tông, con cũng không theo Bắc Tông, mà con cũng theo giáo hội Phật giáo, con đi tự tu học trên đời này, tự tu tập. Vậy thì người thầy có là tự tu tập, là không có thầy bà nào dạy hết, rồi tập bằng cách nào, rồi học bằng cách nào? Học không khéo là tẩu quả nhập ma. Rồi như ông thầy Pháp Hòa ông giảng của chú anh chị, ông giảng thì chúng ta thấy được một cái sự chân tình, một cái sự tỉ mỉ, mà cái sự thực tế không mê tín gì đó. Ông Pháp Hòa ông đâu có dạy mê tín gì đó, là ông đang đi theo cái hướng Phật dạy đó của chú anh chị, đúng không? Còn chỗ ông Sư Minh Tệ, mấy đệ tử Sư Minh Tệ tự xưng tự đồ đó, bắt đầu là lên chửi bới người này, lên chửi xúc phạm người kia, trong khi đó người ta không có nói tới chúng nó, người ta chỉ nói về phân tích về ông Sư Minh Tệ, cái lúc nào ông đúng là ông đúng, cái lúc nào ông sai là ông sai. Nè, cái lúc ông đúng là cái lúc nào? Cái lúc ông đúng á là cái lúc ông không làm gì ai hết, ông chỉ đi tu tập như vậy, ông không có nói gì tới ai, ông có sân si tới ai, ông cũng không nói chuyện người ta nữa, đúng không? Ông có nói chuyện người ta đó. Còn ông sai sai lúc nào? Ông sai ông nói cái lúc á, ông sai là lúc ông nói chuyện người ta, ông nói là những trụ trì này, những trụ trì kia, hoặc là những người á trong chùa nhận tiền á, thế này thế kia là sai hay không là tự nhận đấy. Đó, ông đang nói chuyện người ta, người tu không nói chuyện người ta, hiểu chưa? Rồi ông sai cái nào nữa? Ông sai rằng là ông nói rằng á là coi như là không có trụ trì nào, không có trụ trì chùa nào mà có đủ tư cách, đủ quyền hạn xuống tóc một cái người tu hết á. Vậy thì trong xã hội mấy ngàn Phật tăng ni Phật tử xuống tóc này á là tu tùm bậy hết, tu sai hết. Vậy có mình ông Minh Tuệ ông tu đúng à, đúng không? Có mình ông Minh Tuệ ông tu đúng à? Thì quý vị cứ tự nhận định đúng hay sai. Ông Pháp Hòa ông có nhận ha, coi như là ông có xuống tóc cho đệ tử đồ không, thọ giới tỳ kheo cho người này người kia đồ không, có không? Đó, vậy thì vậy là những người đó cũng làm sai hết. Nhưng mà ví dụ như ông Minh Tuệ đó, ông học thầy, ông học chùa, ông đọc kinh, rồi ông thuyết, ông giảng lại, ông hiểu sâu xa được. Tại vì cô chú anh chị học theo lời Phật dạy á, là những người đó có trí tuệ siêu phàm sâu xa lắm. Ngày xưa tôi coi những cái câu chuyện của Đức Phật á, là Đức Phật nhìn được 1-2 ngàn năm trước, 2 ngàn năm về sau, coi trước, coi biết trước 2-3 ngàn năm. Vì sao? Phật là một người rất là thông thái, một người rất là hiểu biết. Phật nên Phật dạy là coi như là nhân quả, chứ Phật không dạy là mê tín gì đó, đúng không cô chú anh chị? Còn á, còn Sư Minh Tuệ á thì dạy cái gì? Dạy con người ta đó là coi như là cả nước mình đi tu, rồi mai mốt Mỹ rồi đó nó qua nó tài trợ cho ăn. Cô chú anh chị thấy cái chuyện đó hợp lý hay không? Thì chúng ta nói những lúc đúng, những lúc sai, chứ đâu phải là ông Minh Tuệ ông đúng hết đâu. Tại vì á, đang đi tu, tu là sửa, hiểu không? Tu là sửa con người, mà nó không phải là hoàn thiện đúng hết được. Nó cho nên là tu là sửa, phải không? Mà đã sửa, có sai thì mới sửa, thì ông đang sửa dần dần cái chuyện hoàn thiện cái cách tu của ông, đúng không? Nói chung là không có giảng, không có thuyết, nói chung là nhiều người khảo lắm rồi. Bản thân tôi là cái người đi gần nửa tháng quay Sư Minh Tệ rất là cận kề đây nè, dân chúng hỏi ổng, khảo ổng đó, những người ta biết kinh kệ, những người ta biết Phật pháp thì vô ta khảo ổng đó.
Ông không có trả lời, ông trả lời rất là khéo léo. Ông nói là con là người Việt Nam, con đang đi tu tập theo lời Phật dạy, con đang đi tu học theo lời Phật dạy, chứ con cũng không phải thầy, con cũng không phải sư, mà con cũng không Nam Tông, con cũng không Bắc Tông, con chỉ là người Việt Nam đi vậy thôi. Đó, ông đi như vậy thôi, tức là ông xác nhận ông chỉ đi như vậy thôi, ông không có học cái gì hết trơn á. Rồi theo quý vị, những gì mà nhận định của sư Minh Tuệ á, là coi như là cả nước đi tu, mọi người đi tu, mọi người những nước khác, những nước không có người tu họ qua họ tài trợ cho mình. Theo quý vị á, làm như vậy đó là những người thông thái chưa, những người thông minh có trí tuệ siêu phàm giống như lại Phật chưa, lại Phật dạy chưa, hay là học theo Phật là phải có trí tuệ siêu phàm rồi á, nhìn ra trong rộng chưa, hay là chỉ là một người bình thường, hay là có những đầu óc suy nghĩ coi như là có vấn đề trong đó nên mới suy nghĩ thiện cận như thế, mới dạy con người ta là coi như là đi tu tập đi, rồi mai mốt người này người kia qua cứu mình, qua cho mình ăn, đúng không? Đó, nếu mà đã coi như là tu tập theo lời Phật dạy, không cần thầy, không cần trụ trì xuống tóc, không cần cái gì hết đó, tự mình tu học như vậy, có những cái suy nghĩ của chú anh chị thấy lạ đời chưa? Tức là tự mình đặt ra, tự mình suy nghĩ và tự mình suy diễn, thì vậy thì có trí tuệ có siêu phàm hay không? Cho nên tu á, là có đúng có sai ở đây, chứ không phải là tu là đúng. Bởi vì ông sư Minh Tuệ ông chỉ là bởi vì á, cô chú anh chị nên nhớ nè, nếu mà theo Nam Tông á hoặc Bắc Tông á, theo giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì luật giáo hội sẽ không cho sư giải đi ngoài đường, mà sư những người mà ở trong trong giáo hội quản lý nha, trong chùa của giáo hội nha, đó, là sẽ không bao giờ đi ngoài đường khất thực hay là xin ăn hay gọi là coi như bất kỳ cái gì hết, đó, không có, hoàn toàn không có được phép. Vì thì cái chỗ mà sư Minh Tuệ, nếu như mà mặc áo của Nam Tông hoặc Bắc Tông mà đi ngoài đường mà cầm y bát như thế đó, khất thực như thế là sai, đúng không? Cho nên là sư Minh Tuệ đã chọn cách là coi như là ôm cái lõi nồi cơm điện, rồi xong sau đó là gì ạ? Xong sau đó là coi như là mặc cái y phấn tạo, mặc y phấn tạo mà theo tôi tìm hiểu được biết được á, là theo Đức Phật ngày xưa không có mặc nhiều màu như vậy. Đức Phật đi nhuộm một cái nhựa cây đó, chỉ cho thành chỉ một màu thôi, màu tối đó, để Đức Phật mặc vô là lột, lấy từ những cái gọi là cái ta quấn xác quấn đồ đó. Đó 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 đó, chứ không phải là mặc rất là nhiều màu như thế, thấy không? Nói chung là sư Minh Tuệ là sai rất là nhiều thứ, nhưng mà chẳng qua là cái vị u mê, cái vị sai. Tôi nè, nhiều người chửi, ủa hồi xưa mày đi theo ông sư Minh Tuệ mày binh vực ổng lắm mà. Đúng rồi, lúc đó tôi quý mến, tôi u mê, giờ tôi thức tỉnh là tôi trở về hư không, đúng không? Đó, cho nên là đừng có hỏi tôi tại sao mà ngày xưa binh vực mà bây giờ này kia kia nọ. Tôi không có binh vực. Nếu mà tôi mà binh vực mà bất chấp thì quý vị thấy tôi phải xuất hiện ở Gia Lai nè, xuất hiện tại Thừa Thiên Huế, xuất hiện nè. Tại sao tôi đi có coi như mười mấy ngày tôi bỏ tôi đi về? Trong thanh tâm tôi nghĩ như thế này nè các chú anh chị, bản thân tôi nha, trong thanh tâm tôi nghĩ như này: nếu như sư Minh Tuệ là một người thật sự nhìn xa trông rộng, biết lường trước sự đời, biết phải biết quấy, nghe không? Biết coi như là không để cho người khác phiền muộn vì bản thân mình, thì chắc chắn cái lúc mà Phật tử hay là coi như là mấy người mà coi như là vì coi như là tính tò mò hiếu kỳ đi đến đông như vậy đó, thì chắc chắn sư Minh Tuệ sẽ đi vào núi, vào chỗ này chỗ kia ẩn tu, sẽ không bao giờ đi ngoài đường. Vì sao? Vì là những lúc mình đi như thế gây ra kẹt xe, gây ra ức chế, gây ra bực bội, và người ta đi nhiều như thế, người ta sẽ dẫm đạp lên con trùng, dẫm đạp lên con này con kia, mọi sự sống. Sư Minh Tuệ nói mà, cây cỏ cũng cần có sự sống, côn trùng cũng cần có sự sống, đúng không? Sư Minh Tuệ, chính miệng sư Minh Tuệ nói vậy. Thì do mình đi như thế mà dân chúng vẫn đi theo ùng ùng như thế, đi vào rừng, đi vào gãy cây cỏ dẫm nát như thế, thì mình có nên tiếp tục đi hay không? Tôi suy nghĩ lắm cô chú anh chị, đúng không? Tại sao tôi không bất chấp, tôi không đi theo tới cái ngày mà bị công an người ta giải tỏa giải tán hết, mà tôi lại là người lên án những hành động coi như là
kỳ quặc của những cái đám mà coi như là đi theo sư Minh Tệ. Tôi lên án điều đó. Thì cho nên á, tôi là người coi như là có trí tuệ, tôi đi theo chứ tôi không có u mê. Thấy không? Tôi cảm mến chứ tôi không có u mê. U mê là nó khác, u mê là nói gì lại đi chửi người ta. Người ta nói ra cái gì lại đi chửi người ta. Ta nói ra cái gì lại đi cào phím người ta. Thấy không? Đó, rồi bây giờ nói về cái tính thiện đi. Bây giờ tôi hỏi tất cả cô chú anh chị nè. Tới bây giờ sư Minh Tệ làm được gì cho đời cái đã nè. Trả lời đi anh chị bình luận đi. Chúng ta, tôi không có theo phe bà Hằng, tôi không có theo phe ông Minh Tuệ ở đây. Không có phe nào hết trơn á. Tôi không có phe phái gì ở đây. Tôi chỉ nói một cách công tâm, một cái khách quan thôi. Đúng không? Bà Hằng bà làm thiện thì bà được phước. Đúng không? Mà bà làm ác á thì coi như là có nhà nước xử lý. Đúng không? Ông Minh Tệ á, nhưng mà bà Hằng á thì cái gì mình thấy được cái gì từ bà Hằng rồi. Thấy được cái gì từ bà Hằng rồi? Thấy được rất nhiều từ bà Hằng mà chúng ta cần phải học hỏi. Còn chỗ sư Minh Tệ đó, các bạn học hỏi được cái gì nhiều gì các bạn nói đi. Trước khi chửi tôi, cào phím chửi tôi, các bạn nói cái đã. Các bạn nói đi. À, trước khi chửi tôi. Tôi chắc chắn các bạn là thấy được là cái nhờ sư Minh Tệ mà lòi được nhiều ma tăng. Không cần. Mấy ông mà đi giảng tầm bậy tầm bạ đó là người ta tự động là coi như bên giáo hội Phật giáo Việt Nam á, người ta là tự coi như là người ta thấy cái điều đó, nhân chúng người ta lên án này kia nó kịch liệt. Giáo hội vào cuộc, giáo hội điều tra xong sau đó có hình phạt thích đáng cho những người mà nói ăn bậy nói bạ hết. Chứ giáo hội đâu có so, giáo hội đâu có đem ra là ờ các ông thấy chưa, các ông thấy ông sư Minh Tệ chưa, các ông phải học theo ông sư Minh Tệ đó, ôm nồi cơm điện đi ngoài đường nó rất là hay, nên học ông sư Minh Tệ. Đâu có đâu, đâu có so sánh chỗ đó được. Nên các bạn đừng bao giờ nó cho rằng thấy. Vậy thì trước đây chưa có ông sư Minh Tệ, chưa có ông sư Minh Tệ xuất hiện, mạng xã hội YouTuber, Facebooker, TikToker chưa đẩy ông Minh Tệ lên cao trào thì các bạn học ai? Học theo ông Pháp Hòa hay học ông theo ông Thích Chân Quang hay học theo ông gì? Ông gì mà nói mà cái gì đó bữa hổm miên đen đó, ông gì đó. Ông có mỏ hô gì nè mà bị cấm giảng suốt đời luôn, vĩnh viễn rồi đó. Hả? Hay mà các bạn học theo ai? Vì các bạn đi chùa nào, các bạn đốt nhang cho ai? Các bạn đốt nhang cho Phật. Phật ở đâu à? Phật trong chùa. Phật ở đâu nữa? Phật ở trong tâm. Ở trong tâm mình. Phật dạy á, tôi nghe kỹ lắm. Tôi nghe một cái bài câu chuyện mà bà ngoại tôi lúc còn sống, bà ngoại tôi là bên Nam Tông á. Bà ngoại tôi lúc còn sống, bà ngoại tôi kể câu chuyện như thế này nè. Có một gia đình nọ thường xuyên đem cơm đi chùa, ngày nào cũng đem cơm đi chùa hết, coi như bao nhiêu thức ăn ngon này kia nó cứ đem vô chùa, dâng vô trong chùa cho mấy sư sãi đồ rồi người ta to thật. Đúng chưa? Thì một ngày đó sư cả mới đứng lại, Phật mới đứng lại đem vô cho Phật, đúng rồi, không phải là sư đem vô cho Phật. Thì Phật mới đứng là trước cổng, Phật mới hỏi á. Vậy thì bà ngoại tôi kể câu chuyện xưa sửa đó nè. Mấy bà không biết là cái câu chuyện này có thật hay không, hay là hoặc bịa ra để mà kể cho con cháu nghe, nhưng mà tôi nghe kể nha. Ngoại tôi là người đi tu mà nghe kể lời. Phật mới hỏi là chứ ở nhà đó, Phật ở nhà cho ăn Phật ở nhà cho ăn chưa? Cái người đem cơm dâng vô chùa nói gì nè. Không, ở nhà con đâu có Phật, Phật ở đây mà, con đem đâu vô cho Phật mà. Cái ông Phật mới nói Phật ở nhà mới quan trọng chứ Phật ở đây đâu có quan trọng. Là cái người mà đem cơm vào cũng chưa có gì, cũng chưa có hiểu ra ý Phật nói gì nữa. Phật ở nhà mới quan trọng chứ Phật ở đây không có quan trọng. Người đó nói là con đem bao nhiêu đồ ăn ngon, thức ăn ngon con đem vô đây con dâng cho Phật hết, dâng cho Đức Phật hết. Thôi đem về nhà cho cha cho mẹ ăn đi. Cha mẹ là Phật sống đó. Cha mẹ mình là Phật sống đó. Còn Phật ở đây có cũng được, không có cũng không sao. Con không có thì người khác có. Các bạn thấy không? Cho nên á, cái điều á ngược lại với chỗ sư Minh Tệ. Sư Minh Tệ là đi tu, nhưng mà cha mẹ anh em giờ đó cắt mọi liên lạc hết trơn hết trọi. Cắt mọi liên lạc hết trơn hết trọi. Tôi nghĩ là nếu mà những lời Phật dạy
những lời những người theo Phật thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cha bỏ mẹ, mà càng theo Phật thì càng kính hiếu với cha mẹ mới đúng chứ. Chứ tại sao sư Minh Tuệ mà đi học Phật gì mà coi như là mấy năm không về thăm cha mẹ, đúng không nè? Cha mẹ sinh thành mình ra, công ơn dưỡng dục chưa trả, chưa báo hiếu, chưa gì hết. Bởi vì bên Nam Tông tụi tôi á, thấy không, bên đạo, bên Nam Tông tụi tôi, bên Khmer tụi tôi á, tại sao gọi là đi tu trả hiếu? Đi tu để trả hiếu cho mẹ, cho cha mẹ. Đi tu là mục đích là trả hiếu cho cha mẹ, chứ không phải là đi tu là để coi như là phù độ chúng sanh, không phải. Đi tu là trả hiếu cho cha mẹ đó. Rồi xong sau đó nữa, ngoài trả hiếu cho cha mẹ rồi thêm cái gì nữa thì tôi không có tìm hiểu thấy, đến là tôi cũng không biết, tôi không rành. Nhưng mà tôi thấy đại đa số bạn bè tôi là đi tu trả hiếu cho cha mẹ. Tôi được cái là tôi không có được cái đi tu, do gia đình tôi khó khăn cực khổ từ nhỏ, nên là từ nhỏ tôi đã phải đi làm bươn chải rồi, năm mười mấy tuổi tôi đã đi rồi, cho nên là tôi không có cơ hội tu tập để trả hiếu cho cha mẹ gì hết. Cho nên là khi tôi làm được bất kỳ điều gì, cái điều đầu tiên tôi nghĩ là cha mẹ tôi cả đã, tôi nói thật. Rồi xong sau đó gia đình tôi, không, người sinh thành ra mình, tại vì mình còn quỹ thời gian nó còn dài hơn cha mẹ mình, còn cha mẹ mình một cái thời gian rất là ngắn, nên là lúc nào tôi cũng nghĩ tới cha mẹ. Chứ còn nếu mà tôi đi theo mà tôi theo có lý tưởng như sư Minh Tuệ thì cha mẹ tôi đâu cần nữa. Ai cũng là cha là mẹ tôi ở ngoài xã hội này hết rồi, đúng không? Nếu mà coi như là những người mà hiện giờ là đang kêu sư Minh Tuệ bằng thầy, bằng sư phụ, bằng thầy tôi rồi đó, thì các bạn phải coi tụi tôi là cha là mẹ của các bạn. Các bạn không được chửi tôi, các bạn không được nói gì tôi hết à. Các bạn phải coi tôi như cha như mẹ các bạn. Các bạn không được sân si, tại vì cha mẹ, nếu mà đã là cha mẹ, tôi có quyền phán xét các bạn đúng hoặc sai ở đây. Còn các bạn là con, các bạn không có quyền, đúng chưa? Các bạn theo sư Minh Tuệ mà, thì các bạn phải lý tưởng là coi như là chúng sanh cha mẹ, chúng sanh là cha mẹ, thấy không? Ngoài xã hội là cha mẹ, là anh em hết, đúng không? Buông bỏ, không sân si. Mà tôi thấy các bạn học sư Minh Tuệ toàn là tự xưng là vỗ ngực là thầy tôi, sư phụ tôi, mà toàn đi chửi người ta không à. Các bạn học được gì sư Minh Tuệ? Học được coi như là không coi cha mẹ, không coi như là buông bỏ cha mẹ, buông bỏ anh em, buông bỏ gia đình để đi tu hả? Hay là buông bỏ hết tài sản, hay buông bỏ nhà cửa, mà các bạn là xưng là coi như là con nhan đệ tử của sư Minh Tuệ. Nếu các bạn bạn nào mà buông bỏ được nhà cửa, tài sản, làm ơn liên hệ với tôi, cho tôi nha, để tôi lấy tài sản của cải của các bạn tôi làm một cái điều ý nghĩa nó hơn nữa. Giống như bà Nguyễn Phương Hằng mới giúp đời giúp người đó. Bà Nguyễn Phương Hằng bà đi làm quỹ mổ tim, bà mổ cho người này, bà mổ cho người kia đó. Các bạn thấy thiết thực hơn hay là đi tu theo sư Minh Tuệ, ôm nồi cơm điện đi ngoài đường, rồi ai hỏi về pháp thì cũng không có thiết được, mà ai hỏi về kinh cũng không có đọc được, mà chỉ nói đang đi tu học, đang đi tu tập, mà các bạn đưa nâng lên thành một vị Phật sống, chỉ ôm một cái nồi cơm điện đi ngoài đường như thế là thành một vị Phật sống. Tôi không học được gì ở đó, mà tôi cũng không cho rằng là tôi sẽ chọn con đường tu kiểu đó. Rồi các bạn cho rằng là 1.000 năm, 2.000 năm mới có một vị Phật như vậy, một vị Phật tái thế như vậy. Các bạn cho tôi thấy coi sư Minh Tuệ có đoán được trước điều gì hay không, sư Minh Tuệ có dự đoán được gì hay không, sư Minh Tuệ có cho chúng ta thấy được những gì mà biết trước, mà thần thông quảng đại, coi như là một cách trí tuệ hay không. Chứ tôi thấy rằng sư Minh Tuệ kêu xúc nhau đi tu hết là để cho Mỹ, nước ngoài, những nước không có tu đó, là người ta quay qua cứu trợ, là tôi thấy là chết quốc rồi đó, đúng không? Tôi nói thiệt, mình á, quý mến là tốt, yêu thương là tốt, rồi đừng u mê, rồi đừng mê muội, nó dẫn đến coi như là lú lẫn, rồi các bạn không có tìm thấy lối thoát. Tu là sửa, chúng ta càng sai chúng ta càng sửa, sửa từ từ chúng ta mới tu. Bởi chúng ta thấy rằng những kẻ, những gã giang hồ từng một thời lừng lẫy, từng một thời khuấy nước đục trời đó, thấy không? Từng một thời khuấy nước đục trời đó, rồi để một ngày quy y cửa Phật đi tu. Vì sao? Vì họ thấy họ trong quá khứ họ sai lầm quá nhiều, họ coi như là làm hại quá nhiều người, họ muốn chọn cửa Phật để nương náo một tấm thân của mình, để làm chi? Để an ủi linh hồn, tâm hồn mình về những ngày về sau. Cho nên họ nương náo cửa Phật là như vậy, là tu là sửa, chứ đâu phải là những người giang hồ, những người trộm cướp là không được đi tu các bạn. Họ được quyền hết, đúng không?
Đó, họ tu từ từ, họ sửa từ từ, sửa khi nào mà họ không còn coi như là sai nữa, mà đã con người còn sống là còn sai à. Không, giống như sư Minh Tuệ của các bạn cho là sư phụ thầy này kia cái nọ, thì tới thời điểm này các bạn cho tôi thấy đi, các bạn cho tôi thấy một điều đi, các bạn học được gì từ sư Minh Tuệ? Học được không tham si, không tham sân si, đúng không? Không chửi bới, không xúc phạm người khác, đúng không? Vậy sao mà các bạn đi, tôi thấy lên clip các bạn chửi bà Hằng không còn cái gì vậy? Bà Hằng có làm gì các bạn không mà các bạn tham sân si với bà, đúng không? Chúng ta phải trí tuệ. Bà Hằng bà nói là tu trí tuệ là nằm ở chỗ đó đó, chứ không có u mê lú lẫn rồi dẫn đến mê muội, thấy không? Mê muội là lú lẫn đó, hơn nhau là chỗ đó. Một người làm ra tiền để đi giúp đời, để đi bố thí, một người á chỉ coi như là khoác áo nhiều màu sắc đi ngoài đường, kinh cũng không đọc mà pháp cũng không đọc, cũng không có thiết được, chỉ nói là ai muốn tu tập là về ăn chay giữ giới rồi xong rồi đó. Ăn chay giữ giới là giữ giới gì? Đạo luật này kia cái nọ, thì nói được vài câu, nói chung là nghe kinh Phật 5-6 năm thì ít nhiều gì cũng thuộc, đọc thì cũng nhiều năm trước rồi thì ít nhiều gì cũng biết, cũng thuộc lòng thuộc lào được mấy vấn đề đó. Chứ còn để mà ngồi giảng một bài kinh nó trọn vẹn như thế này thế kia thì chắc tôi nghĩ là cũng khó với sư Minh Tuệ đó. Nhưng mà nhờ các bạn đưa lên một vị Phật sống, một người các bạn phải tôn kính, tôn thờ, vân vân và mãi may rất là nhiều thứ như thế, thì cho rằng các bạn đừng có mù quáng, đừng có lầm lẫn như thế nha. Rồi sắp tới thì sư Minh Tuệ cũng có chỗ tu đàng hoàng đó, các bạn mới mốt có chỗ để đi đảnh lễ, để đi quỳ lại rồi đó. Các bạn nên làm tốt, cho làm tròn vai trò của các bạn đi nha. Thì các bạn có biết rồi, đi 6 năm để giống như Đức Phật khổ hạnh trong trong rừng già ngày xưa đó, cho nó giống. Rồi có những câu chuyện coi như là có một cô áo đỏ đến, rồi cô áo trắng đến, cô thỏ trắng đâu đến, rồi vậy 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 nói chuyện với Đức Phật đâu vậy vậy đó. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa là thông thái lắm nha, nhìn được coi như là mấy ngàn năm á, nhìn được mấy ngàn năm về sau này hậu thế đó. Cho nên để coi như là những cái bài, những cái kinh, những cái lời nói là truyền kiếp ngàn ngàn đời sau, học cả đời, học suốt đời, học cũng không hết được những cái ý nghĩa triết lý của nhà Phật nữa. Cho nên là chúng ta phải học, phải thông minh, thông thái, chúng ta phải trí tuệ, chứ chúng ta không có u mê rồi dẫn đến là coi như lú lẫn nha. Các bạn phải tỉnh táo sáng suốt ra. Cho nên bà Nguyễn Phương Hằng bà nói cái câu bà tu trí tuệ là tu do đó, bà tu trí tuệ là bà làm ra tiền, bà coi coi ông sư nào mà thích nhận tiền, à, thích chuyển khoản, thích này thích nọ thì bà không có chơi chung, bà không có giao du, thấy không đó. Rồi xong sau đó là gì? Xong sau đó đó bà đi làm những việc thực tế hơn, cứu người, cứu giúp đời, thấy không? Bà làm những điều đó, bà không coi như là cứu người không tốt hơn, hay là các bạn đi ôm nồi cơm điện ở ngoài đường tốt hơn, thì do các bạn suy nghĩ thôi, mỗi người mỗi quan điểm. Còn quan điểm của tôi, các bạn đừng có quy chụp nha, các bạn đừng quy chụp, chứ các bạn đi bơm hàng tôi, bơm hàng tôi, các vị bơm hàng tôi là chửi tôi một tăng luôn, chửi tôi mở cho quý vị nghe, tôi mở cho quý vị nghe nè, nè quý vị nghe nha. À, tôi mở cho quý vị nghe để coi như là để quý vị thấy. Chứ quý vị thấy nè, bơm hàng tôi mà đạo lý với tôi, nói tôi là thế này thế nọ đây nè, tôi mở cho quý vị nghe nè Tao bơm cho mày biết nha, mày đó. mở vô đạo đức mày á, mày coi chừng nha, tao phẩm chắc mày làm video nha. Mày á, cái thằng YouTube bánh mì, tao bơm mày là cho mày biết á, cái lỗi vô đạo đức gì mày. Tao bơm cho mày biết nha, mày lỗi vô đạo đức mày á, mày coi chừng nha, tao phẩm chắc mày làm video nha. Mày Tôi nói rồi, tôi nói với thằng Khứa này luôn, tôi nói tôi sẽ nói cho khi nào câu chuyện nó sáng tỏ, đúng không? Các bạn muốn tôi nói cho các bạn nghe, tôi nói thẳng với các bạn nè, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả, thấy chưa? Tu mà tu đúng, tu mà phỉ báng những đạo giáo khác là tôi không hoàn toàn đồng ý, tu mà đi nói chuyện người khác là tôi không chịu, thật sự là nó như vậy. Tu người tu á,
là nói chuyện trong giới tu thôi. Các bạn có thấy ông Pháp Hòa ông đi nói chuyện ai không? Thấy không? Học ông Pháp Hòa với học ông Minh Tuệ, các bạn học ai? Nếu các bạn trước đây chưa có ông Minh Tuệ, các bạn nghe 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 thuyết pháp của ai? Ông Pháp Hòa ông giảng, hay là các bạn đi nghe ông Minh Tuệ tới giờ này nè, các bạn kêu ông giảng được một bài kinh nào trọn vẹn, hay là thuyết pháp một bài nào trọn vẹn, các bạn làm cho tôi thử đi, tôi chưa thấy nha. Và nhà Phật cũng không có mặc áo nhiều màu như vậy, các bạn phải tỉnh táo nha, tỉnh táo lên. Phật ngày xưa đi lấy những cái áo mà quấn những cái xác này kia cái nọ nó lột ra để đắp cho lên cho mình á, nhưng mà cũng phải lấy lại cái nhựa cây ra để nhuộm cho coi như là cái màu áo nó tối lại nha, chứ không phải là coi như là đi nhiều màu như vậy đâu nha. Và mai và ôm nồi cơm điện đi ngoài đường như vậy đâu, vì á ông sư Minh Tuệ ông đang đi tránh né vấn đề là coi như là nhà nước Việt Nam, nghe không? Ông đang đi tránh né. Vì sao? Nếu ông mặc cái đồ nhà Nam Tông Bắc Tông đi, ông ôm cái y bát ông đi ngoài đường, ông khất thực như vậy á, bên giáo hội Phật giáo đâu có cho, đâu ai là chấp nhận điều đó. Mà ông không nằm trong giáo hội nữa, ông sợ sai phạm nên ông chọn một cách không giống ai hết, ông đi ngoài đường vậy đó. Chỉ cần như vậy thôi là các bạn thành Phật sống của các bạn rồi. Quý mến, yêu mến là tốt. Ông Minh Tuệ ông không có gì xấu hết á, ông không có gì xấu á, chỉ có điều cái là ông tu ông có những cái sai, nhưng mà sai thì sửa thôi, đúng không? Ai tu mà không sai? Không ai hoàn thiện, sinh ra con người mà nó hoàn thiện mãi mãi được. Cho nên đó, tôi chỉ khuyên các bạn nên tỉnh táo trước mọi sự việc, đừng để mình u mê dẫn đến lu lẫn ha, giống như căn bệnh ung thư mà nó di căn thời kỳ cuối, lúc đó không còn chữa được nữa nha. Đó, còn tôi sẽ tiếp tục đưa lên cho các bạn thấy rằng là liên đới liên quan như thế nào, và đạo nhân quả có thật sự là liên quan, có thật sự có quen biết coi như là chỗ sư Minh Tuệ hay không ha. Cũng một lần nữa cảm ơn mọi người, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc hai cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà 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 em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sâu bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sâu bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.